Người chú lặng lẽ ra về. Đến sáng, ông mua cá chép và ba ba nấu chung, gọi thằng bé cho ăn. Thằng bé kiên quyết không ăn, người chú đè ra ép nó và còn đổ cả ra người. Đến tối, ông rình theo thằng bé đến cách cái gò độ mấy chục bước thì bà ta kinh hãi, quát lên: "Mày không nghe lời dặn của ta, lại còn đến đây làm gì?" Rồi đuổi thằng bé không cho tới gần. Thằng bé đứng khóc thảm thiết, người chú liền nhảy ra quát lớn thì con mẹ đó vụt biến đi, không thấy đâu nữa. Người chú đem những mai ba ba, xương cá chép vứt vào khắp bụi cây. Nửa đêm, con mẹ kia đến gõ cửa kêu van, xin bỏ những vật ấy đi. Trước nó là người mẹ mất con, bị sát hại nên không thể đầu thai. Nếu không có chốn dung thân, nó sẽ hóa thành yêu quái để gieo tai vạ. Người chú bất đắc dĩ phải bằng lòng với nó, và bà ta cũng giữ lời không quấy nhiễu thằng bé nữa. Kể tới đây thì mình vẫn chưa hiểu lý do gì mà cá chép và ba ba lại khiến cho bà ta sợ đến vậy.